Xin chào các bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay lên các bác mẫu xe đạp Touring Ram X-Ram, một loại dòng xe Touring có giảm xóc và đến từ một cái thương hiệu mà nó cũng rất là nổi tiếng và cực kỳ là quen thuộc với các bác chơi xe rồi, thương hiệu Ram T. Hôm nay chiếc xe tông màu xám bạc các bác nhé, cực kỳ là đẹp. Khung nhôm là công nghệ nhôm Alux độc quyền của Ram. Model xe là X-Ram, một cái model mà cũng được rất nhiều các bác chơi xe săn đón rất là ưng cái mẫu này. Thì cái thương hiệu Ram này với cái, những cái dòng Touring có giảm xóc thì gần như cái thương hiệu Ram nên là thương hiệu đi đầu trong cái dạng xe như thế này. Bánh 700C có giảm xóc đi phố hay là đi đồi núi cũng rất là ok. Tông màu xám bạc các bác nhé, rất là đẹp. Được sử dụng loại nhôm độc quyền của Ram là dòng nhôm Alux, rất là bền, với công nghệ rất là tốt của Ram. Bộ chuyển động của chiếc xe thì là cả trang bị đó là bộ Shimano Aceza với 9 tầng líp và 3 tầng đĩa. Đó, cho xe có 27 lỗ khác nhau. Vành thì là vành zin rồi, vành zin theo xe. Vành 700 sử dụng vào lốp CST. Lốp này là bản lốp 700x40C các bác nhé. Một cái bản lốp nó rất là rộng. Rất rộng. Thì có thể phù hợp cho bác vừa đi thể dục trong phố được mà cũng có thể leo đồi núi nhẹ các bác nhé, đồi núi nhẹ thôi. Đấy, thì leo lên cũng rất là tốt này, để leo lại tốt như này. Thì các bác chơi xe thì cũng đã biết là cái vành 700 ấy, thì nó sẽ tương đương với cái bánh 29 của dòng địa hình. Đấy, nó tương đương với bánh 29 của dòng địa hình các bác nhé. Thì cái lốp này nó cái bản nó rộng này thì cũng có thể leo núi rất là tốt rồi. Leo núi rất là tốt rồi nhưng mà chỉ leo những cái đoạn núi, đoạn đồi nhẹ thôi. Khó, địa hình khó quá thì vẫn phải dùng sang dòng địa hình. Đấy, trên phần ghi đông này thì cũng được trang bị nó là tay bấm xả Aceza. Aceza và tay phanh dầu Techo các bác nhé. Đấy. Cấu hình này thì cũng rất là đủ cho một người dùng xe rồi. Một người dùng xe cơ bản rồi. Aceza cũng rất là tốt của dòng Shimano. Em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Và thì có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà bọn em đăng lên kênh. Thì các bác ở trên điện thoại ấn cái mũi tên trỏ xuống ở đây. Đấy. Thì những chiếc xe nào mà em đề giá đây. Đấy, thì giá bên em luôn công khai để trên phần tiêu đề hoặc là các bác xem đến cuối video thì sẽ có giá bán của chiếc xe. Và những chiếc xe nào mà ở phần tiêu đề em ghi là đã bán thì tức là chiếc xe đấy đã bán rồi. Ngoài ra thì các bác hay hỏi là không nhận được thông báo mỗi khi mà xe lên kênh thì các bác ấn đăng ký ở đây và ấn thêm nút chuông, chọn là tất cả để khi mà bên em đăng video lên kênh mỗi ngày một video thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác và mời các bác tiếp tục xem video. Sao em đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 43cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 52cm. Thì xe có size S các bác nhé, size cho các bác từ 1m60 đến 1m70 đi phù hợp. Bộ chuyển động Shimano Aceza 9 tầng lít, 3 tầng đĩa cho 27 tốc độ khác nhau. Chuyển động rất mượt luôn nhé, nó có thể nhìn trên hình. Cực kỳ là mượt mà.
Xe đang có giá bán bên em là 8.900.000 bao ship toàn quốc, cho tất cả các bác chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.